chuẩn bị hành trang gì trước khi đi cưa gái. Trước khi vác cưa đi cưa gái, tôi xin đưa ra một số lưu ý sau. Bí kíp của tôi viết ra không dành cho các bạn trai ở lứa tuổi trung học phổ thông đang học lớp 12, lứa tuổi xỉu nhi chưa va vấp cuộc đời nhiều. Tâm lý lứa tuổi này thường rất yếu, hay sợ sệt nên rất khó tán gái. Có chỉ nhiều thì cũng vô phương cứu chữa. Bí kíp này chủ yếu hướng tới đối tượng sinh viên, người đi làm, già dê, vân vân và mây mây. Đều là lứa tuổi đã chín để trải nghiệm một tình yêu đúng nghĩa, hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Vậy trước khi đi cưa, chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Ông bà ta ngày xưa có câu, không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử, phải dài một gang. Ông bà ta ngày xưa nói đúng, nhưng chưa đủ. Đó chỉ là những khía cạnh cơ bản của một người đàn ông, sự giàu có, ngoại hình, kiến thức, sinh lý. Nhưng nay xã hội hiện đại phát triển, nhu cầu về giao tiếp, tâm lý, văn hóa sống cũng quan trọng không kém. Nên cái quan trọng mà mình muốn nói là để tán gái được dễ dàng, tỷ lệ thành công cao, không những phải như ông bà ta đã nói mà còn phải giao tiếp giỏi, sống tốt, tức là trở thành một người đàn ông theo đúng nghĩa trước đã. Để trở thành một người đàn ông chất đúng nghĩa, các bạn cứ xem như mình đang giải một bài toán vậy. Thứ nhất, giàu, phải kiếm được nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Để làm được điều này thì cần phải tập trung vào công việc, sự nghiệp, làm kinh doanh. Ví dụ như là đi bán dâm cho gay chẳng hạn. Damn! Đẹp trai thì không phải ai cũng có, nhưng nếu xấu trai thì bạn vẫn có thể làm cho mình đẹp hơn bằng cách tăng cường thể dục thể thao, dáng sáu múi, chải chuốt gọn gàng, ăn mặc thời trang. Mình tin việc này cũng không làm các bạn bớt xấu đi đâu, vì cơ bản các bạn đã xấu sẵn rồi, nhưng nó sẽ khiến các bạn tự tin hơn, đủ bản lĩnh để cưa gái. Thông kinh sử, cố gắng học hành giỏi nhất có thể, luôn luôn có sự đầu tư nâng cấp kiến thức của mình để phục vụ cho công việc, cho cuộc sống bản thân được tốt hơn. Như mình có kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm về thảo teacher, nhưng để không bị mai một kiến thức, hiện nay mình đã chuyển sang nghiên cứu cả JAV teacher nữa. Giao tiếp tốt, nghĩa là chém gió giỏi, đối nhân xử thế tốt. Cái này cần thời gian và quá trình tập luyện, không thể ngày 1, ngày 2 mà giỏi lên được. Giỏi cái này xong không những tán gái giỏi mà còn giúp các bạn phỏng vấn xin việc được tốt hơn, đàm phán làm ăn dễ dàng hơn. Dài một gang, cái này nghe nói luyện được mà thôi khó quá bỏ qua đi. Các bạn phải tập xác định, những điều trên không những giúp cho các bạn cưa gái giỏi mà nó còn giúp cho các bạn thành công hơn trong công việc và cuộc sống. Nên các bạn FA cũng đừng buồn, cứ tập sống cho bản thân mình tốt lên rồi gái gú sẽ tự đến. Quan niệm của mình là những thằng cưa gái giỏi chưa chắc là những người thành công, nhưng những người thành công mình tin là những người cưa gái giỏi. Tiêu chuẩn chọn bạn gái. Trong phần này mình sẽ nói về tiêu chuẩn chọn bạn gái. Để tìm một người con gái phù hợp với mình, ông nào cầu toàn, thích gái đẹp, giỏi giang, tính cách tốt, giàu có, cao giáo, mông mẩy thì đừng tìm cho mất công, vì đếch có đâu. Mà có thì cũng chả đến lượt các ông. Mấy thằng đại gia, đẹp dai, nhà giàu nó hốt hết rồi. Muốn tán được các em ấy thì cứ xác định là đại gia trước đi đã rồi tính. Thế nên luôn ghi nhớ điều này trước khi tán gái. Nồi nào úp vung nấy, không có chuyện một thằng xấu trai, nghèo sơ xác, mắt lác mà lại quen được hoa hậu đâu. Một vấn đề đặt ra là nên chọn theo tiêu chuẩn nào. Xin thưa rằng, cũng như trai, gái có đứa đẹp, đứa xấu, đứa LCD, đứa mông to, đứa nhu mì hiền lành, đứa là nữ hoàng thả thính lung tung. Nhiều quá thì dối, nên anh em thấy em nào hợp thì cứ tiến tới thôi. Tuy nhiên, anh em nên tránh xa mấy em sau đây. Các em hot girl quá đẹp, anh nào đại gia thì cứ tiến, còn tầm vừa vừa thì bỏ đi mà làm người, đừng đâm đầu vào. Uổng phí công sức và tiền bạc, không đủ nội công, tiềm lực thâm hậu để cưa, lại dễ bị liệt vào blacklist, nói chung là rủi ro cao lắm. Không nên tán con gái đang có người yêu, gái FA thiếu miệng gì mà lại lao vào một em hoa đã có chủ, vừa khó lại dễ bị lên báo với các tít, tranh giành tình yêu, chàng trai trẻ bị chém dã man, nghi người yêu ngoại tình, nam thanh niên chém chết tình địch. Nếu có tán được thì có khả năng sau này em cũng sẽ đá đít ta như đá thằng người yêu cũ, thế là lại FA trở lại. Không nên tán con gái vừa mới chia tay người yêu hoặc chưa quên được người yêu cũ. Dễ bị xem là thùng rác di động nơi em vứt mọi rác thải trong tâm hồn em. Sau đó sẽ trở thành friend zone, brother zone, papa zone của em. Cho nên phải cẩn thận, đời nó đắng lắm, không như mơ đâu. Né mấy em hay đi bay, đi nhảy nhót, đu giường, những em tốt nghiệp đại học mỏ địa chất, chuyên ngành đào mỏ. Dây vào thì héo đời dai, nếu thích thì vẫn tới, chơi xong bỏ chạy, đừng để lại sản phẩm là được. Cuối cùng, viết thì viết thế thôi chứ chả có chuẩn gì đâu. Anh em thấy thích em nào thì nhích. Con gái mà, dù đẹp dù xấu vẫn xứng đáng được yêu thương. Miễn các em nó đừng xấu quá là được. Riêng tôi đẹp xấu tôi méo quan tâm, mông to là ok. Những tính cách cần có và không nên có trước khi tán gái. Cần có. Thứ nhất, tự tin, luôn luôn tự tin. Đàn ông không tự tin thì không hấp dẫn phụ nữ. Ví dụ, vào thang máy công ty, quên kéo cửa sổ quần, đứng giữa bầy con gái. Đừng tỏ ra run sợ, hãy bình tĩnh tự tin kéo dây khóa kéo lên trước mặt bọn con gái. Ngẩng cao đầu đi ra, mài thế nào cũng có đứa xin số. Thứ hai, chững chạc.
có quan điểm cá nhân rõ ràng về một vấn đề, sẵn sàng bảo vệ chính kiến của bản thân, sẵn sàng nhận sai, có ước mơ hoài bão cho tương lai, có kế hoạch rõ ràng cụ thể, có thể hình dung được trong thực tế, có những suy nghĩ riêng cho bản thân về lối sống, thói quen, sở thích, tiêu chuẩn chọn bạn gái, vợ, cách đối nhân xử thế, có ý chí cầu tiến trong công việc. Thứ ba, điềm đạm, biết cách tự kiềm chế nóng giận, nhã nhặn trong cư xử với mọi người xung quanh, cười nhiều nói ít, không tranh luận với gái chỉ với mục đích chứng minh rằng mình đúng gái sai, không a dua theo gái nói xấu mọi người. Trong cuộc nói chuyện tập thể, không tranh giành phần nói với những người khác, không ngắt lời họ khi họ đang nói. Thứ tư, lạnh lùng, không thể hiện tình cảm với gái trước chỗ đông người, hạn chế thấp nhất những câu thể hiện tình cảm với gái, ví dụ như là anh đang nhớ em, anh rất nhớ em, anh sẽ chết nếu không có em là lẽ sống của đời anh. Thể hiện sự quan tâm, tình yêu với gái hay với mọi người bằng hành động, ví dụ như mua cho gái cái gì đó trước lúc xa nhau, cho tiền cụ già ăn xin, mua ủng hộ đồ nếu trông thấy họ cam khổ. Hãy làm tất cả những việc trên ở mọi lúc mọi nơi nếu có thể, không nhất thiết cứ phải trước mặt gái mới làm, và hãy coi đó là những việc phải làm. Thể hiện sự quan tâm bằng việc gọi điện chúc ngủ ngon cũng không tệ. Thứ năm, vui tính, nghĩ ra những trò vui, ví dụ như rủ gái lượn đường buổi tối, chơi bi-a, chơi cá độ bóng đá, vân vân. Vui tính không có nghĩa là mình phải hóa thành thằng hề để làm cho gái cười mới được coi là người vui tính. Vui tính có nghĩa là hãy làm cho gái thấy rằng cuộc sống của mình bao giờ cũng thú vị. Khen gái khi cần khen và chê gái khi cần chê. Dĩ nhiên là chê một cách ý nhị. Ví dụ thấy gái mặc bộ đồ xấu thì nói, em mặc bộ này nhìn như hột mít luộc ấy. Thỉnh thoảng làm một vài điều gì đó bất ngờ, ví dụ như làm thơ tặng gái, hay thu âm bài hát tặng gái, hoặc mua một vài món quà nhỏ nhỏ cho gái. Đơn giản vì anh nghĩ em sẽ rất thích nó, vì anh cũng vậy. Mặt dày, không ngại ngần khi nói chuyện với gái về những vấn đề nhạy cảm, ví dụ như là... mà thôi nói thế thôi chắc mọi người cũng hiểu. Không nên có. Thứ nhất, ghen tuông. Ghen tuông chỉ cần chút đỉnh thôi để thể hiện mình có quan tâm đến cô gái mà mình đang tán. Không nên tỏ ra ghen tuông một cách thái quá. Đã cưa gái thì xác định xung quanh cô gái đó có một hoặc nhiều vệ tinh thường trực. Điều quan trọng là dùng bản lĩnh của mình để kéo cô ấy ra khỏi đám vệ tinh đó. Tuyệt đối không được có những hành động ngu ngốc như là kiểm tra tin nhắn, kiểm tra Face, Zalo, hỏi kỹ hoặc thậm chí điều tra thân thế từng thằng bạn của cô ấy. Thứ hai, nói nhiều. Nói khi cần nói, cái gì không cần thì kiềm chế lại. Bạn đừng tưởng những gì bạn nói ra cô ấy đều thích nghe. Nói nhiều chỉ khiến bạn trở thành bà Tám, một thằng bánh bèo trong mắt gái mà thôi. Tốt nhất nói những gì vui vui, trêu chọc gái, mục đích làm gái cười là thành công. Thứ ba, đánh mất cá tính bản thân. Không một cô gái nào thích một người đàn ông dễ sai khiến cả. Nhiều ông rất ngộ nghĩnh, bỏ game, bỏ thuốc, bỏ tất cả mọi thứ sở thích để quen và chiều lòng cô gái đang tán. Rốt cuộc bị gái đá để chạy theo thằng hút thuốc, chơi game, đi bốn bánh. Nên khi đang làm quen, thích chơi gì, hút gì thì nói gái biết để mà em nó tránh. Gái chấp nhận những sở thích của mình thì quen tiếp, không thì té. Gái yêu mình thì em nó sẽ chấp nhận thôi. Quan trọng là đừng đánh mất cá tính, sở thích của bản thân. Như tôi thích JAV chẳng hạn, tôi sẽ yêu cô nào chấp nhận sở thích ấy để hai đứa xem chung với nhau. Cô gái nào bảo tôi từ bỏ JAV, tôi sẽ từ bỏ cô gái ấy. Thứ tư, chân thành quá đáng. Rất nhiều anh em dính phải cái này, gì mà quỳ trước cửa hàng, tặng quà liên tục, gọi điện cho gái 24/24, luôn bên cạnh gái, bỏ tất cả mọi thứ, bỏ bê công việc để chạy đến bên khi gái cần. Thôi đi các ông, cứ dởm đời, ngôn tình, phim hàn cho lắm, đâm ra bị lậm cơ mờ nờ rờ. Cứ tưởng đời là phim. Các biểu hiện trên là biểu hiện của sự khổ dâm tình cảm, lấy hy sinh của bản thân để đổi lấy tình cảm. Đó là sự tống tình chứ không phải yêu đương, làm cho gái cảm thấy mắc nợ để gái ban phát cho tình cảm. Đó là sự sỉ nhục đối với một tán gái da chân chính. Các anh em nhớ kỹ, tình yêu phải bắt đầu từ hai phía chứ không phải bắt đầu từ tống tình. Thứ năm, sự căng thẳng, nói ra gì cũng sợ gái ghét, gái giận, đề phòng từng câu nói, không dám nói gì khi gái làm điều sai vì sợ gái phật lòng. Điều này khiến cho cuộc nói chuyện khô khan, nhàm chán, dễ đi vào hồi kết và làm gái lên mặt. Xưa dắt em kia đi uống nước, em nó vừa ngồi xuống, mình bảo tội cho cái ghế quá. Ý của mình là khen em nó mông mẩy to. Thế là từ đó có gấu luôn. Nhưng mà thực ra là gấu bông, cụ thể là mình nằm trong bệnh viện ôm gấu bông ngủ. Ai học theo đảm bảo hết ế nhá, chuyển hẳn sang ế mãi mãi. Túm cái váy lại thì mục đích của phần này là khuyên anh em tránh xa mọi thể loại phim hàn, ngôn tình trước khi tán gái. Đó là những điều méo có thật. Bọn con gái thường mơ mộng về những điều không có thật. Quan trọng không phải sự chân thành, mà căn bản là ở việc anh em có đủ tự tin để địch hay không thôi. Còn nếu muốn hỏi về một ví dụ điển hình của soái ca ngôn tình thì đây. Đây là chàng trai sẽ chờ bạn hơn nửa tiếng đồng hồ để chở bạn về. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Bí kíp tán gái còn có rất nhiều phần của tác giả Rainy Boy trên Spyroom. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.